Chào các bạn với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói về phương pháp chúng ta sẽ sử dụng các cái công thức tính diện tích hình học cho những cái bài toán tích phân. Trước khi bắt đầu video, bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình để có thể ủng hộ mình cũng như là nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Bài này chúng ta chỉ có một cái lý thuyết khá là đơn giản, đó chính là như sau. Mình có ở đây, mình cho hệ trục tọa độ OXY OX như thế này. Rồi, mình có đồ thị hàm số Y bằng FX như hình vẽ. Y bằng FX thì mình đặt những cái điểm chỗ này là mình đặt đây là A chẳng hạn, ở đây là B. Thì bạn lưu ý cho mình như sau, chúng ta có như sau, đó chính là tích phân từ A cho đến B của hàm số FX chính là bằng cái gì? Thì chúng ta đặt diện tích phần đồ thị phía bên dưới là S1, phía bên trên đây là S2, thì nó chính là bằng trừ S1. Đây, nó nằm phía bên dưới trục hoành nên nó phải là trừ S1 mình cộng với là S2. Đây, thì đây chính là điều chúng ta cần lưu ý. Đối với một vài đồ thị đặc biệt như đường thẳng, đường tròn, đường elip thì chúng ta có thể sử dụng các công thức tính diện tích thì sẽ nhanh hơn việc chúng ta sử dụng các phương pháp biến đổi tích phân. Rồi bây giờ mình sẽ đến với một vài câu ví dụ. Rồi mình có ở đây câu ví dụ đầu tiên. Bài toán cho đồ thị hàm số y bằng fx là một đường thẳng như hình vẽ. Bài toán hỏi là tính tích phân từ trừ 2 cho đến 2 của fx là bằng bao nhiêu. Thì để xử lý bài toán này có rất nhiều cách. Thông thường thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Thứ nhất là bây giờ mình sẽ viết phương trình đường thẳng này. Thì mình có như sau. Đây, thì mình sẽ có lưu ý là mình sẽ đặt là fx chính là bằng y, chính là bằng ax cộng b như thế này. Và bạn lưu ý cho mình, B chính là giao điểm của đường thẳng với trục tung, nên là B sẽ bằng 3. Đây, B bằng 3 sẽ bằng AX cộng với lại 3. Bây giờ mình chỉ cần chọn một điểm bất kỳ nó đi ngang qua nữa thôi. Bây giờ mình sẽ chọn điểm giao điểm trừ 1, 2 thuộc đồ thị này, thì mình sẽ suy ra được đó chính là 2 sẽ bằng X là bằng trừ 1 trừ A cộng với lại 3. Thì mình sẽ suy ra được đó chính là A sẽ bằng 1 như thế này. Vậy mình sẽ suy ra được là đồ thị hàm số y bằng fx chính là bằng x cộng với lại 3. Đây, thì đây chính là đường thẳng y bằng x cộng 3. Bây giờ để tính tích phân này thì rất là dễ, mình chỉ thay vào thôi. Bây giờ chúng ta chỉ là tính tích phân từ trừ 2 cho đến 2 của x cộng 3 thì cái này chính là bằng cái gì? Chính là bằng mình lấy nguyên hàm lên là x bình chia cho 2 cộng với lại 3x chạy cạnh từ trừ 2 cho đến 2 như thế này. Và cái này chính là bằng, mình thay vào 2 bình là 4, 4 chia 2 là 2, 2 cộng với lại 6 là 8, trừ cho trừ 2 bình lên là 4 chia 2 là 2, 2 trừ cho 6 là trừ 4, đây là trừ 4. Và tích phân này chính là bằng 12. Ta đã tính được tích phân từ trừ 2 cho đến 2 của fx chính là bằng 12. Thì mình nhìn thấy cách này cũng được, tuy nhiên mình có nhận xét như sau. Đây là cách 1. Cách 1 như thế này. Thì bây giờ mình sẽ xử lý theo cách 2. Cách 2 thì các bạn lưu ý cho mình như sau. Đó chính là gì? Tích phân từ trừ 2 cho đến 2 của hàm số fx chính là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng x bằng trừ 2 và x bằng 2. Và bây giờ mình cần tính diện tích hình phẳng này thì mình nhận xét như sau. Ở bên đây chính là 4 và bên đây là 5. Thì mình có thì hình như thế này. Đây là chính là cái, giờ mình sẽ lấy bút đỏ mình tô phần đó, chính là phần chúng ta tô đỏ như thế này. Đây là phần này. Đây thì mình nhận xét đây là một hình thang, và lưu ý cho mình đây là một hình thang, cho nên công thức diện tích của nó, đây mình sẽ ghi đây là trừ 2 cho đến 2 của x cộng 3 chính là bằng diện tích hình thang là bằng 1/2 đáy lớn là bằng 5, đáy lớn bằng 5, đáy bé là bằng 1 nhân chiều cao trừ 2 đến 2 là 4. Ok, chính là bằng 6 x 4 là 24, chia 2 là bằng 12. Wow, như bạn thấy thì nó tính rất là nhanh luôn. Thay vì chúng ta ngồi chúng ta áp dụng công thức tích phân như thế này thì bạn có thể sử dụng kiến thức là chính là diện tích hình phẳng để các bạn tính. Thì nếu như nó rơi vào số một số trường hợp đặc biệt, đó là hình thang, hình tròn, hình elip hay gì đó, thì các bạn có công thức tính. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ví dụ tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ đến với một ví dụ nâng cao hơn nữa. Thì bây giờ mình có cái bài toán như đây, tính tích phân từ 0 cho đến 2 của căn bậc 2 của 4 chữ x bình. Bạn có thể pause video lại để giải bài toán này thử. Mình ghi thuê dx nha các bạn. Còn ở đây các bạn lưu ý cho mình nhé. Ở cái câu này mình bị thiếu chỗ này là fx dx này, mình xin lỗi nha, mình ghi thiếu ở đây fx dx.
Đây chỗ này thì các bạn tự bổ sung vào cho mình nha, mình ghi thiếu là f đến. Rồi bây giờ mình tiếp tục, thì đây là một bài tích phân khá khó, chúng ta phải đặt hình phụ. Nó nghĩa là sao? Bây giờ nếu như ta dạng dạng căn bậc 2 của 4 chữ x bình, mình sẽ đặt đó chính là gì? Mình sẽ đặt x là bằng 2 lần, mình sẽ đặt x là bằng 2 lần sin của t. Đây mình sẽ đặt qua hàm lượng giác, tới điều kiện là t thuộc trong đoạn từ trừ pi trên 2 cho đến pi trên 2 như thế này. Ở đây mình sẽ tính ra được dx chính là bằng 2 lần cos t dt. Rồi sau khi làm như này mình sẽ thay vào bên trên, tức là y sẽ bằng, mình sẽ thay cạnh, bây giờ cho x bằng 0 thì sin t sẽ bằng 0, vậy nghĩa là t sẽ bằng 0, x bằng 2 sin t sẽ bằng 1, thì mình sẽ đặt t bằng pi trên 2. Rồi căn bậc 2 của 4 trừ x bình là 4 lần sin bình t, dx là bằng 2 lần cos t dt như thế này. Bây giờ mình sẽ rút gọn, mình để yên ở đây 0 lần pi trên 2. Ở đây mình sẽ đưa số 4 ra ngoài là căn 2 sẽ là 4 lần đằng trước của 1 trừ sin bình t, 1 trừ sin bình là bằng cos bình, lấy căn đi là cos, cos nhân với cos là cos bình t dt như thế này. Thì bây giờ mình sẽ dùng công thức hạ bậc, chính là bằng 2 lần tích phân từ 0 cho đến pi trên 2 của cái gì? 2 lần cos bình t, bên trong đây mình ghi nhỏ sẽ số 2. 2 cos bình sẽ bằng là cos 2x cộng với 1. Cos 2x cộng với lại 1 như thế này. DT cos 2t như thế này cộng với lại 1. Và vì cos 2x là bằng 2 cos bình x trừ đi 1 thì mình phải cộng 1 lại, đúng rồi. Là bằng 2 lần tích phân cos 2x, nguyên hàm của cos 2x là sin 2x chia 2. Sin 2x chia cho 2 cận từ 0 cho đến pi trên 2 cộng cho 2 lần phân từ 0 cho đến pi trên 2 của 1 dt thế này. Tính hình nhẩm này rất là dễ, mình tính ra được cái này là bằng pi. Rồi vậy thì tích phân y này sẽ là bằng pi luôn, rất là đẹp. Thì đây là cách giải đầu tiên, đây là cách 1. Thì cách 1 như bạn thấy thì nó khá là phức tạp, đó chính là chúng ta phải đặt qua hàm lượng giác. Tuy nhiên mình có một cái cách giải khác khá là hay như sau. Đây mình sẽ ghi ở đây là cách 2. Rồi hai mình sẽ đặt y là bằng cái bên trong căn bậc 2 của 4 chữ x bình. Rồi vậy ta sẽ suy ra được đó chính là gì? Hai điều kiện đó chính là y phải lớn hơn là bằng 0, và y bằng một cái căn thì chắc chắn là nó phải lớn bằng 0. Đồng thời mình bình phương lên, x bình cộng y bình bằng 4. Đây đây chính là một phần của đường tròn, thì nó chính xác hơn đây chính là một ở phía bên trên trục hoành của đường tròn. Mình minh họa bằng đồ thị. Như bạn thấy thì đường tròn này có tâm là 0 0 và r bằng 2, nhưng chúng ta chỉ lấy phần y dương, tức là nó nằm phía bên trên đây, trừ 2 cho đến 2 như thế này. Và r này là bằng 2, đây là r nè. Rồi thì như bạn thấy thì tích phân từ chữ 0 cho đến 2 là phần phần mình đây, tích phân từ 0 đến 2 là phần mình tô màu đỏ như thế này. Thì tích phân từ 0 đến 2 của cái hàm là căn bậc 2 của 4 chữ x bình thì chính là diện tích hình phẳng cái hạt bờ đường thẳng y bằng 0 và y bằng 2 của hình phẳng này. Và lưu ý cho mình, đây là diện tích này thì mình đặt y chính là bằng 1 phần 4 diện tích của hình tròn. Đấy, nó bằng 1 phần 4 diện tích của hình tròn, chính là bằng 1 phần 4 của pi nhân cho r bình phương, mà r bằng 2, 2 bình là bằng 4, 4 chia 4 cái này chính là bằng pi luôn. Như vậy cả hai cách để cho ta đáp án là pi. Vậy thì theo mình thấy thì cách số 2 sẽ rất là nhanh. Bởi vì sao? Ứng dụng diện tích hình phẳng trong việc tính tích phân thì sẽ tiết kiệm thời gian và ta sẽ không cần phải đặt hình phụ phức tạp nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Rồi bây giờ mình sẽ đến với một câu khó hơn câu trước một tí nữa. Thì mình có là bài toán kêu tính tích phân y bằng tích phân từ trừ 2 cho đến 2 căn bậc 2 của x bình chia cho 4 như thế này. Thì bạn hãy pause video lại để làm thử bài toán này. Thì đây chúng ta sẽ làm theo cách thông thường trước, đó chính là chúng ta sẽ đặt theo hàm lượng giác. Đây mình sẽ đặt, lưu ý cho mình, ở đây là x bình phương chia cho 4 thì mình sẽ đặt là x chính là bằng cái gì? Mình sẽ đặt x bằng 2 sin t. Cái điều kiện là t phải thuộc trong đoạn từ trừ pi trên 2 cho đến pi trên 2 như thế này. Đây, trong đoạn. Rồi bây giờ sau khi mình đã đặt, mình đã xác định được là chúng ta sẽ đặt x bằng 2 sin t, mình sẽ tính dx sẽ bằng 2 cos t dt với điều kiện là t như thế này, rồi mình bỏ qua. Rồi bây giờ mình sẽ thay vào bên trong thì mình được y sẽ bằng, mình sẽ tính cái cận trước, tại nó bằng trừ 2, x bằng trừ 2 thì t sẽ bằng trừ pi trên 2, x bằng 2 thì t sẽ bằng pi trên 2 căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương chia cho 4, và bình phương cái này lên chia cho 4 chính là bằng sin bình t, rất là đẹp, nhân cho 2 cos t dt như thế này.
Rồi, bây giờ mình sẽ rút gọn nó. Trừ pi trên 2 cho đến pi trên 2 như thế này. Mình đưa số 2 đằng trước. Ở đây là 1 trừ sin bình chính là bằng cos bình. Căn bậc 2 đi mà nhân với cos nữa, đó chính là bằng cos bình t ở đây. Đưa t. Mà bạn lưu ý cho mình, 2 cos bình t rất là đẹp, đó chính là bằng cos 2t cộng với lại 1. Hình của trừ pi trên 2 cho đến pi trên 2 của cos 2t cộng với lại 1 dt. Rồi. Thì đến đây các bạn có thể chuyển về nguyên hàm cũng được, mình để cho các bạn tự giải cái này. Mình tính ra được cái này bằng pi, rất là đẹp luôn. Thì đây là cách đầu tiên. Thì như bạn thấy thì tích phân này chúng ta có thể giảm bằng cách nó đặt theo hàm lượng giác cũng được. Đây là cách 1. Tuy nhiên, như mình nói thì những cái dạng hai của một số trừ một cái bình phương thì mình có thể đưa về dạng hình học cũng được. Đó, tùy thôi, tùy bài thôi nha các bạn. Mình sẽ đem theo cách 2. Đây. Mình có cách 2 như sau, chính là gì? Mình sẽ đặt cái lõi bên trong y là bằng căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương chia 4 như thế này. Các bạn lưu ý cho mình thì mình làm tương tự như bài trước, mình phải đưa ra được hai điều kiện ở đây rất là quan trọng, đó chính là y phải lớn hơn bằng 0, nhờ y là bằng cộng cái căn thức và đồng thời bình phương hai vế lên x bình trên 4 cộng với lại y bình sẽ bằng 1. Thì như bạn thấy thì nó khác bài trước là dạng một đường tròn. Tuy nhiên, bài sau này thì liên quan đến hình elip. Đây. Đây là hình của dạng elip x bình chia a bình cộng y bình chia b bình bằng 1. Thì như vậy thì mình sẽ minh họa nó. Mình viết trên trục hoành thì nó sẽ như thế này. Trục lớn có độ dài bằng 2, trục bé độ lớn là bằng 1 như thế này. Rồi, thì nó hình nó mình chỉ lấy một phần nửa phía bên trên thôi. Vậy thì cái hình phẳng mà cái này đang mô tả đó chính là hình như thế này. Đây, phần như thế này, phần hình elip nha các bạn. Rồi. Nếu bạn nào không nhớ những cái kiến thức về hình elip thì bạn có thể lên mạng tra thêm cho mình cũng được. Rồi. Chúng ta cần tính đó chính là gì? Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng x bằng trừ 2 cho đến x bằng 2 chính là phần diện tích mình đo đỏ như thế này. Thì bạn lưu ý cho mình, diện tích đó đó chính là bằng cái gì? Bằng 1 phần 2 lần diện tích của hình elip. Rồi, diện tích hình elip là pi nhân a nhân b, mình có 1 phần 2 nữa, đó chính là bằng cái gì? Với trong đó a là bằng 1 phần 3 là bằng một nửa trục lớn là bằng 2, b là bằng một nửa trục bé là bằng 1. Vậy là 2 nhân 1 nhân pi mà chia cho 2 là bằng pi luôn. Vậy thì như bạn thấy thì cả hai cách để đưa ra đáp án là pi. Vậy thì như mình thấy được đó chính là cách thứ hai thì nó sẽ rất là thoải mái. Tại vì sao? Tại vì chúng ta chỉ cần dựng cái hình phẳng lên, sau đó chúng ta sử dụng mất công thức tính diện tích hình phẳng để áp dụng để tính tích phân. Thì cảm ơn đã xem và thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn.